Cô chào các em. Ở tiết trước, các em đã được học một loại góc của đường tròn, đó là góc ở tâm. Hôm nay, cô sẽ dạy các em loại góc thứ hai, đó là góc nội tiếp. Bài chúng ta gồm 3 phần. Phần thứ nhất là định nghĩa, phần thứ hai là định lý, phần thứ ba là hệ quả. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần định nghĩa. Các em quan sát góc BAC trên hình vẽ. Ta thấy góc BAC có đỉnh A thuộc đường tròn tâm O. Hai cạnh của nó chứa hai dây cung AB và AC. Khi đó, người ta gọi góc BAC là góc nội tiếp. Vậy thì góc nội tiếp có đặc điểm là có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Trên hình thì cung BC nằm bên trong góc BAC, nên người ta gọi cung BC là cung bị chắn. Các em lưu ý, cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn. Để đọc hoặc viết tên góc nội tiếp, các em cần lưu ý. Khi đọc tên góc nội tiếp, các em đọc tên kèm theo cung bị chắn. Ví dụ, ở trường hợp thứ nhất, góc BAC được gọi là góc nội tiếp chắn cung nhỏ BC. Ở trường hợp thứ hai thì góc BAC là góc nội tiếp chắn cung lớn BC. Vậy thì để vẽ góc nội tiếp như thế nào thì các em sẽ quan sát những thao tác sau đây. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ đường tròn tâm O. Từ một điểm A thuộc đường tròn, chúng ta vẽ hai tia lần lượt cắt đường tròn tại điểm B và điểm C. Khi đó ta sẽ có được góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BC. Vậy thì để xác định một góc có phải là góc nội tiếp hay không thì các em cần quan sát đỉnh của góc đó có thuộc đường tròn không và hai cạnh của nó có chứa hai dây cung không. Ta cùng nhau thực hiện phần câu hỏi. Vì sao các góc ở hình 14 và hình 15 không phải là góc nội tiếp? Các em quan sát nhóm hình của hình 14. Ở cả 4 hình này ta thấy đỉnh của các góc là không nằm trên đường tròn. Cho nên các góc trong các hình này không phải là góc nội tiếp. Vậy thì lý do các góc này không phải là góc nội tiếp là do đỉnh của nó không nằm trên đường tròn. Hình số 15, trong hình đầu tiên chúng ta thấy tuy đỉnh của nó nằm trên đường tròn nhưng cả hai cạnh của góc này không chứa một dây cung nào. Cho nên lý do góc này không phải là góc nội tiếp đó là hai cạnh không chứa dây cung. Ở hình thứ hai trong hình 15, ta thấy có một đỉnh nằm trên đường tròn. Một cạnh của nó là dây cung, nhưng cạnh thứ hai không chứa dây cung nào. Vậy ta suy ra góc này không phải là góc nội tiếp. Vậy thì để xét một góc có phải là góc nội tiếp không thì đầu tiên ta cần xét điều kiện về đỉnh. Đỉnh phải nằm trên đường tròn. Sau đó ta xét điều kiện về cạnh, thì hai cạnh của nó phải chứa hai dây cung của đường tròn đó. Chúng ta đã nắm về thế nào là góc nội tiếp rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ xét tới tính chất của nó. Chúng ta cùng nhau qua phần định lý. Như các em đã biết là nếu góc BOC là góc ở tâm chắn cung BC của đường tròn tâm O thì số đo của góc BOC sẽ bằng số đo cung BC. Nhưng đối với góc nội tiếp thì sẽ khác. Nếu góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BC của đường tròn tâm O thì số đo của góc BAC chỉ bằng 1/2 số đo cung BC. Đây cũng chính là nội dung của định lý về góc nội tiếp. Chúng ta có thể phát biểu nội dung định lý này như sau. Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. Các em có thể tham khảo phần chứng minh định lý này trong sách giáo khoa trang 74. Định lý về góc nội tiếp, các em cần phân biệt tính chất giữa hai loại góc ở tâm và góc nội tiếp để khắc sâu hơn kiến thức. Đầu tiên, góc ở tâm. Góc BOC là góc ở tâm chắn cung BC của đường tròn tâm O thì số đo của góc BOC là bằng số đo cung BC. Còn góc nội tiếp
BAC chắn cung BC thì số đo của nó sẽ bằng 1/2 số đo cung BC. Đây là điểm khác nhau giữa hai tính chất này, các em cần lưu ý. À, có ứng dụng của định lý này là chúng ta có thể sử dụng nó để tính số đo góc nội tiếp nếu cho số đo của cung bị chắn, hoặc là chúng ta có thể tính được số đo cung bị chắn nếu cho số đo góc nội tiếp. Ngoài ra, từ định lý này chúng ta cũng sẽ có được các hệ quả rất quan trọng, chúng ta ứng dụng được rất nhiều trong bài tập. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua phần số 3, hệ quả của định lý. Để tìm hiểu hệ quả đầu tiên, ta xét bài toán sau. Cho hình vẽ, và trong hình vẽ này người ta cho một số dữ kiện sau đây. Góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BC. Góc EDF là góc nội tiếp chắn cung EF. Góc BAC bằng góc EDF. Vậy nếu đề bài cho những dữ kiện này thì các em sẽ suy luận được những điều gì? Trước tiên, góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BC thì số đo của nó sẽ là bằng 1/2 số đo cung BC. Tiếp theo, góc EDF là góc nội tiếp chắn cung EF, vậy thì số đo của góc EDF sẽ bằng 1/2 số đo cung EF. Mặt khác, đề bài còn cho góc BAC bằng với góc EDF, vậy các em có thể dễ dàng suy ra được góc cung BC sẽ bằng cung EF. Vậy thì kết quả của bài toán này cho ta là cung BC bằng cung EF. Vậy thì chốt lại, nếu xét đường tròn tâm ô, nếu ta có hai góc nội tiếp BAC bằng góc EDF thì ta sẽ suy ra được hai cung mà hai góc này chắn sẽ bằng nhau, đó là cung BC bằng cung EF. Từ đó chúng ta sẽ có được hệ quả thứ nhất, đó là các góc nội tiếp bằng nhau thì sẽ chắn các cung bằng nhau. Ta cùng tìm hiểu hệ quả thứ hai qua bài toán sau. Cho hình vẽ, và trên hình vẽ đề bài cho một số dữ kiện sau đây. Góc BAC và góc BA'C là các góc nội tiếp cùng chắn cung BC. Thì ta từ những dữ kiện của đề bài ta có thể suy luận được những điều gì? Đầu tiên, góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BC. Ta suy ra được góc BAC bằng 1/2 số đo cung BC. Tiếp theo, góc BA'C là góc nội tiếp cùng chắn cung BC, nên ta suy ra được góc BA'C cũng bằng 1/2 số đo cung BC. Vậy thì ta có thể dễ dàng nhìn thấy hai góc này đều có số đo bằng 1/2 số đo cung BC. Vậy ta suy ra được kết quả là góc BAC sẽ bằng góc BA'C. Vậy trong một đường tròn, nếu hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì hai góc nội tiếp đó sẽ bằng nhau. Ta xét bài toán tiếp theo. Trên hình vẽ đề bài cho một số dữ kiện sau đây. Góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BC. Góc EDF là góc nội tiếp chắn cung EF. Và cung BC bằng cung EF. Vậy từ những dữ kiện này ta suy ra được những điều gì? Đầu tiên, góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BC. Ta suy ra số đo của nó bằng 1/2 số đo cung BC. Tương tự, góc EDF là góc nội tiếp chắn cung EF. Ta suy ra được góc EDF bằng 1/2 số đo cung EF. Mặt khác, đề bài đã cho cung BC bằng cung EF. Vậy ta có thể dễ dàng suy ra kết quả là góc BAC sẽ bằng góc EDF. Vậy từ hai bài toán trên, ta suy ra được một cái hệ quả. Đó là hệ quả thứ hai. Là các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu qua hai hệ quả của định lý. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập số 1 để củng cố kiến thức. Bài tập 1, điền vào chỗ trống. Cho hình vẽ sau. Các em quan sát hình và tìm ra các góc bằng với những góc đề bài cho, và cho biết thêm cung
cái góc nội tiếp này cùng trắng cung nào. Câu thứ nhất, góc ADB bằng góc nào và cùng trắng cung nào? Đối với góc ADB, ta thấy góc ADB là góc nội tiếp trắng cung AB. Vậy thì ta thấy có một góc thứ hai, đó là góc ACB, cũng là góc nội tiếp trắng cung AB. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là góc ADB bằng góc ACB, vì là hai góc nội tiếp cùng trắng cung AB. Tương tự câu thứ hai, góc ABC là góc nội tiếp trắng cung AC. Chúng ta thấy một góc thứ hai nữa là góc ADC, cũng là góc nội tiếp trắng cung AC. Vậy thì đáp án chúng ta sẽ là góc ABC sẽ bằng góc ADC, vì là hai góc nội tiếp cùng trắng cung AC. Câu thứ ba, góc BAD chính là góc nội tiếp trắng cung BD. Và ta tìm được một góc nữa, đó là góc BCD, cũng là góc nội tiếp trắng cung BD. Đáp án của chúng ta sẽ là góc BAD bằng góc BCD, vì là hai góc nội tiếp cùng trắng cung BD. Câu thứ tư, góc CBD, các em có thể dễ dàng nhìn thấy là nó cùng trắng, nó trắng cung CD, và góc CAD cũng trắng cung CD. Rồi qua bài toán này, chúng ta thấy là chúng ta đã áp dụng cái hệ quả thứ hai để chúng ta tìm ra được các cặp góc bằng nhau trên hình, và nó sẽ được ứng dụng rất nhiều trong bài tập sau này. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu hệ quả thứ ba qua bài toán sau. Trong hình vẽ, đề bài cho một số dữ kiện sau đây. Góc BAC là góc nội tiếp trắng cung BC. Góc BOC là góc ở tâm trắng cung BC. Vậy thì từ những dữ kiện của đề bài, ta suy ra được điều gì? Trước tiên, như chúng ta đã biết, góc BAC là góc nội tiếp trắng cung BC. Thì ta có góc BAC sẽ bằng 1/2 số đo cung BC. Tiếp theo, góc BOC là góc ở tâm trắng cung BC. Vậy thì số đo của nó sẽ bằng số đo cung BC. Vậy thì các em sẽ dễ dàng nhìn ra được rằng số đo của góc BAC chỉ bằng 1/2 số đo của góc BOC. Vậy thì từ bài toán chúng ta suy được một kết quả rất là hay, đó là góc nội tiếp chỉ bằng 1/2 số đo của góc ở tâm cùng trắng một cung. Và các em lưu ý, hệ quả này chỉ áp dụng với những góc nội tiếp có số đo bé hơn bằng 90 độ. Và hệ quả này chính là mối liên hệ giữa góc nội tiếp và góc ở tâm. Nó sẽ giúp chúng ta có thể tính toán được góc nội tiếp khi cho biết góc ở tâm và ngược lại. Ngoài ra, hệ quả này có thể giúp chúng ta chứng minh những góc bằng nhau thông qua công thức này. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu hệ quả thứ tư. Trong hình vẽ, các em quan sát, chúng ta có trong đường tròn này, chúng ta có BC là đường kính. Mà khi có đường kính thì chúng ta thấy là sẽ có nửa đường tròn. Và góc BAC chính là góc nội tiếp trắng nửa đường tròn. Mà các em biết là nửa đường tròn có số đo là 180 độ. Vậy thì từ những dữ kiện đề bài cho, ta suy ra được góc BAC bằng 1/2 số đo cung BC. Và số đo cung BC lại bằng 180 độ. Từ hai điều này ta suy ra được là góc BAC sẽ có số đo bằng 90 độ. Vậy thì từ bài toán này ta suy ra được kết quả rằng nếu góc nội tiếp mà trắng nửa đường tròn thì góc đó sẽ là góc vuông. Đây cũng chính là nội dung của hệ quả thứ tư, đó là góc nội tiếp trắng nửa đường tròn là góc vuông. Vậy thì nhờ hệ quả này chúng ta có thể chứng minh được những góc vuông, tam giác vuông, hoặc là chứng minh được sự vuông góc giữa các đường thẳng. Vậy là các em đã biết thêm được hai hệ quả nữa. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần bài tập để chúng ta củng cố lại kiến thức. Bài tập số 2, cho hình vẽ biết góc AOB bằng 120 độ tính góc AMB. Các em quan sát trên hình. Để giải quyết được bài toán này, các em cần xác định cho cô
là gốc AOB là loại gốc gì và gốc AMB là loại gốc gì. Trước tiên, gốc AOB đề bài cho chính là gốc ở tâm chắn cung AB. Gốc AMB chính là gốc nội tiếp cũng chắn cung AB. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng hệ quả thứ ba là mối liên hệ giữa gốc nội tiếp và gốc ở tâm để chúng ta giải quyết bài toán này. Thì nhờ vào hệ quả thứ ba, chúng ta có gốc AMB là gốc nội tiếp chắn cung AB, gốc AOB là gốc ở tâm chắn cung AB. Ta suy ra được gốc AMB bằng 1/2 số đo gốc AOB. Từ đây ta thay dữ kiện vào và tính được kết quả là gốc AMB sẽ bằng 60 độ. Vậy nếu giả sử đề bài cho số đo của gốc AMB thì ta cũng có thể dễ dàng tính được số đo của gốc AOB. Chúng ta cùng quan sát hình vẽ sau. Cho đường tròn tâm O có đường kính là MN và điểm A, B, D thuộc đường tròn tâm O. Vậy khi đó cô sẽ có gốc MAN bằng 90 độ. Vậy các em có biết tại sao gốc MAN bằng 90 độ không? Cô nghĩ các em bạn nào cũng có thể trả lời được câu hỏi này. Đó là do gốc MAN là gốc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O, cho nên gốc MAN bằng 90 độ. Tương tự, ta cũng có gốc MBN là gốc nội tiếp chắn nửa đường tròn, cho nên ta có gốc MBN bằng 90 độ. Và gốc MDN cũng vậy, cũng bằng 90 độ. Vậy qua đây, cô cần lưu ý các em, nếu đề bài cho đường tròn và có cho sẵn đường kính thì chúng ta phải quan sát trên hình vẽ xem có điểm nào thuộc đường tròn mà không trùng với hai đồng mút đường kính, thì khi đó ta sẽ có được gốc nội tiếp chắn nửa đường tròn và ta suy được những gốc vuông. Và điều này sẽ giúp chúng ta giải quyết được những yêu cầu của bài toán. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái nhận xét này để giải quyết bài tập số 3. Bài tập 3 chính là bài tập số 19 sách giáo khoa trang 75. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và điểm S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M, N. Gọi H là giao điểm của BM và AN. Chứng minh SH vuông gốc AB. Các em quan sát hình cô đã vẽ sẵn. Trên hình cô có đường tròn tâm O, đường kính là AB. Vậy thì theo nhận xét ở trên, các em quan sát cho cô xem trên hình có những cái điểm nào thuộc đường tròn tâm O nhưng không trùng với hai đồng mút A và B không? Đó là hai điểm M và N. Vậy thì các em có thể dễ dàng nhìn ra là gốc AMB và gốc ANB chính là gốc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Vậy khi đó ta suy ra được gốc AMB và gốc ANB là bằng 90 độ. Từ đó ta suy ra được sự vuông góc giữa các cặp đường thẳng, đó là BM vuông góc với SA tại M và AN vuông góc SB tại N. Có nghĩa là BM và AN chính là hai đường cao của tam giác SAB, mà hai đường cao này lại cắt nhau tại điểm H. Vậy thì ta nghĩ ngay đến tính chất của trực tâm. Vậy phần tiếp theo ta sẽ sử dụng tính chất trực tâm, đó là xét tam giác SAB. Ta có AN là đường cao thứ nhất, BM là đường cao thứ hai, và hai đường cao này cắt nhau tại H. Từ đó ta suy ra được H là trực tâm của tam giác SAB. Từ đó ta suy ra được SH là đường cao thứ ba và suy ra được SH vuông góc với AB. Vậy là chúng ta đã sử dụng hệ quả thứ tư để giải quyết bài toán này. Ngoài ra, những hệ quả thứ tư còn giúp chúng ta giải quyết được những bài toán thực tế. Bây giờ chúng ta hãy quan sát tình huống sau đây. Bạn này tên là Gia Minh. Bạn có một câu hỏi đặt ra cho các em, đó là làm cách nào để xác định được tâm của một miếng gỗ hình tròn. Đây là miếng gỗ của bạn Gia Minh. Các em có thể suy nghĩ trong vòng vài phút.
Cô nghĩ các em đã có câu trả lời rồi. Bây giờ cô sẽ chiếu kết quả để các em kiểm tra nhé. Cách thứ nhất, chúng ta dùng eke vẽ hai dây cung vuông góc với nhau. Vậy đây chính là góc nội tiếp mà và bằng 90 độ nữa, cho nên cung mà nó trắng chính là nửa đường tròn. Vậy thì đường màu đỏ ở đây chính là đường kính của đường tròn. Và khi đó chúng ta xác định trung điểm của đường kính thì sẽ ra được tâm O của đường tròn. Cách thứ hai, chúng ta sẽ dùng eke vẽ hai cặp dây cung vuông góc với nhau. Khi đó chúng ta sẽ xác định được hai đường kính của đường tròn. Đây là hai đường màu đỏ đó các em. Và hai đường kính này sẽ cắt nhau tại điểm O. Và điểm O đây chính là tâm của đường tròn. Ngoài hai cách này ra, chúng ta còn có một số cách khác. Các em có thể về nhà suy nghĩ thêm và trả lời cho cô nhé. Các em tiếp tục quan sát hình vẽ. Cô có đường tròn tâm O và hai dây cung AB và CD cắt nhau tại điểm M. Vậy thì các em cho cô biết góc CAB là góc nội tiếp chắn cung nào. Bây giờ cô sẽ nhắc lại cho các em cách để xác định cung bị chắn. Các em thấy là góc CAB có đỉnh là A và hai cạnh của nó là AC và AB. Cạnh thứ nhất là AC cắt đường tròn tại điểm C. Cạnh thứ hai là AB cắt đường tròn tại điểm B. Vậy C và B chính là hai đầu mút của cung bị chắn. Vậy ta suy ra góc ACB, xin lỗi là góc CAB, sẽ là góc nội tiếp chắn cung nhỏ CB. Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra được một góc nữa, cũng là góc nội tiếp chắn cung nhỏ CB, đó là góc BDC. Tương tự đối với góc ACD, chúng ta thấy là nó chính là góc nội tiếp chắn cung nhỏ AD. Và chúng ta cũng có thể tìm ra được cái góc nữa cũng chắn cung AD, đó là góc ABD. Vậy thì các em có nhận xét gì về hai tam giác MAC và MDB không? Cô nghĩ các bạn nào cũng sẽ biết đó là hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau. Vậy thì nhờ những cặp góc nội tiếp bằng nhau này, chúng ta có được những cái dạng toán quen thuộc, đó là chứng minh các cặp tam giác đồng dạng. Và đây cũng chính là nội dung của bài tập thứ tư, đó là cho đường tròn tâm O, vẽ hai dây cung AB và CD cắt nhau tại M, chứng minh MA nhân MB bằng MC nhân MD. Vậy thì dựa vào hình vẽ trên, ngoài hai cặp góc nội tiếp chúng ta vừa tìm được, chúng ta còn có hai góc M đối đỉnh bằng nhau. Vậy thì trong hai tam giác này chúng ta có tới 3 cặp góc bằng nhau. Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần lựa chọn ra hai cặp góc bằng nhau là được rồi. Cô nghĩ các em nên dùng một cặp góc nội tiếp và một cặp góc đối đỉnh để cho bài toán dễ trình bày hơn. Chúng ta sẽ trình bày như sau. Xét tam giác MAC và tam giác MDB ta có góc MAC bằng góc MDB vì là góc nội tiếp cùng chắn cung CB. Góc AMC bằng góc DMB là hai góc đối đỉnh. Vậy ta suy ra được hai tam giác MAC đồng dạng với tam giác MDB vì trường hợp là góc góc. Ta suy ra được tỷ số đồng dạng MA trên MD bằng MC trên MB. Từ đó ta ra được tích chéo bằng nhau, đó là MA nhân MB bằng MC nhân MD. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong 3 phần của bài này, đó là phần định nghĩa góc nội tiếp, định lý về góc nội tiếp và các hệ quả của góc nội tiếp. Và chúng ta cũng đã làm một số bài tập áp dụng trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chốt lại các kiến thức đã học để các em khắc sâu hơn kiến thức. Đó là phần định nghĩa. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh của nó chứa hai dây cung của đường tròn đó. Về phần định lý, trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. Và các em lưu ý ở đây chúng ta cần xác định đúng cung bị chắn là cung nào. Tiếp theo là phần hệ quả. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn các cung bằng nhau. Hệ quả thứ hai,
các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. Hệ quả thứ ba, góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ sẽ có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung. Hệ quả thứ tư, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông. Và các em thấy tất cả các kiến thức trong bài này đều rất quan trọng. Cô hy vọng các em sẽ học kỹ tất cả các phần kiến thức này. Và về nhà các em sẽ cố gắng học cho cô các phần kiến thức trong bài, kết hợp với xem lại các bài tập áp dụng cô đã hướng dẫn, và làm cho cô các bài tập 22, 23, 24 trang 76 sách giáo khoa. Vậy là bài hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô hy vọng các em sẽ hiểu bài và làm bài tập thật tốt nhé. Cô chào các em.